Tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 3 EVN Genco 3, chứng khoán PGV, đơn vị đã đặt kế hoạch sản lượng điện công ty mẹ là 25,3 tỷ kWh trong năm 2024. Tổng giám đốc EVN Gen Cuba Lê Văn Danh cho biết, năm 2023, đơn vị đã nỗ lực đảm bảo vận hành sản xuất điện ổn định với tổng sản lượng điện công ty mẹ là hơn 26 tỷ kWh, đạt hơn 90% kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao. Tổng doanh thu đạt 44.982 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch, chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ hơn 9%. Tổng công ty đã hoàn thành tốt 8 công trình sửa chữa lớn và dịch vụ sửa chữa cho 21 khách hàng trong và ngoài EVN, hoàn thành công tác tiếp nhận, quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng nhà máy điện Phú Mỹ 3. Năm 2024, EVN Genkoba đề ra doanh thu dự kiến là hơn 40.300 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVN Genkoba Đinh Quốc Lâm cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục giữ vững sản xuất, chủ động nguồn nhiên liệu để đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng huy động của trung tâm, điều độ hệ thống điện quốc gia, hướng tới dịch chuyển năng lượng sạch, trở thành đối tác tin cậy cung cấp dịch vụ vận hành và sửa chữa các nhà máy điện, cũng như dịch vụ quản lý các dự án điện trong và ngoài ngành.